Giáo viên nhà trường cho biết vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, sau khi ăn cơm bán trú tại trường, 73 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và đau bụng. Ngay sau đó, nhà trường đã thuê phương tiện đưa các em lên Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa điều trị. Sau khi kiểm tra và dùng thuốc, 21 em bị nhẹ đã được các bác sĩ đưa về ngay trong đêm. 73 cháu vào viện thì chúng tôi đã tổ chức các bác sĩ chuyên khoa và các bác sĩ trong bệnh viện đã tổ chức khám sàng lọc. Thì đã xác định có một số cháu là có cái biểu hiện nôn, đau đầu, đau bụng. Và ngoài ra có một số cái trường hợp cháu nó bị sốt. Thế thì cơ bản lúc vào viện thì các cháu là tương đối ổn định. Và chúng tôi đã tiến hành sơ cấp cứu và đến điều trị theo đúng quy trình chuyên môn. Và đến sáng nay thì chúng tôi khám lại. Thì 51 cháu trên 73 cháu là trên 70% là các cháu đã hết các triệu chứng. Và hôm nay là chúng tôi đang làm thủ tục để cho các cháu về đi học. Thế còn 22 cháu thì các cháu vẫn còn có cái biểu hiện đau bụng ít và hết buồn nôn. Thì cái này những trường hợp này chúng tôi sẽ theo dõi tiếp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai đã kiểm tra việc thực hiện công tác bán trú của trường, đồng thời lấy mẫu thức ăn gửi tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Theo bà Nguyễn Thanh Vân, Chi cục Phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, do học sinh có biểu hiện đau đầu nên dự đoán nguyên nhân có thể là do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong rau ngót và cà chua tại bữa ăn của học sinh.